Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Mình là Tấn Lan Thang đây. Thì để tiếp tục cái phần chia sẻ của mình nha các bạn. Thì hôm nay là mình sưu tầm, nói thật sưu tầm được chỉ có 3 cây sâm hương. Đó, 3 cây sâm hương có thể gọi là 3 cái tuyệt phẩm nha các bạn. Đó. 3 cây sâm hương ôm bảo tháp nha. Đó, hàng này là độc lạ nha các bạn. Đó, mình chỉ có duy nhất 3 cây thôi nha các bạn. Để mình đưa cận cho các bạn coi nè. Đó. Thì 3 cây sâm hương này là già. Nằm chậu thì cũng lâu rồi nha các bạn. Nằm chậu là trên 1 năm rồi các bạn. Cực kỳ là già cỗi nha các bạn. Hàng này là gọi là thành phẩm rồi. Nó nằm chậu này luôn hết rồi nè các bạn. Đây, để mình đổi lên cái cây này đi. Đó, để đó, cây này mình đánh số là số 1 đi các bạn. Đó, để cho các bạn dễ nhận biết đi. Nó chỉ có 3 cây duy nhất thôi nha các bạn. Đó, cây này là cây số 1 nè các bạn. Nó quấn cái tòa tháp nè. Đó, già cằn cỗi nha các bạn. Các bạn nhìn thì trên hình chắc các bạn cũng hình dung được là cái độ già cỗi của nó nha các bạn. Rễ nó treo hết nè. Đó. Hàng sống mạnh thuần chậu có thể gọi là thành phẩm nha các bạn. Đây nè. Đó, dễ nó quấn là khích gịch vô mấy cái tầng tháp luôn. Nó nhìn nó già cỗi mà dòm nó có một cái gì đó. Nó độc lắm mấy bạn ơi. Đó, mình gặp là mình kết liền. Đó, hàng này thì mấy bạn về là để như thế này là mình chơi được nha các bạn. Đó, bạn nào có thích mà ghép tiểu cảnh hay là ghép phong cảnh gì đó là rất là ok nha các bạn. Đó, này về mà ghép lên núi đá là cũng hết bài các bạn ơi. Đó. Thì thật sự là mình chỉ có duy nhất 3 cây thôi các bạn. Đó, không có khi là sẽ không có nữa các bạn ơi. Tại vì hàng này hàng mình sưu tầm chứ không phải là hàng của mình làm nha các bạn. Đó, hàng này của anh em chơi. Đây này, bạn nhìn cái mức độ già cỗi của nó nè các bạn. Đó, rễ này thì người ta cũng có quấn nè. Một nồi dòm thấy dị mà độc luôn các bạn. Sự hàng này mà nếu mà các bạn mà sưu tầm chơi thì khó đụng hàng nha các bạn. Đó, hàng quá chiêu. 3 cây thôi mình cũng dự định mình để, nhưng mà thôi đem lên chia sẻ các bạn luôn ơi. Tại vì chỗ của mình thì bây giờ nó cũng hơi chật rồi. Đó, bạn nhìn cái mức độ mà cằn cỗi mà khi mình ép chậu mà thần chậu trên đây nè các bạn. Đó, nó bám kiểu mà nét viên mà sạch sẽ. Đó, thành phẩm hết các bạn. Dùng đúng cái nét mà tự nhiên luôn các bạn. Nó rêu nó mọc cũng xanh hết rồi. Đó. Thì cũng xin nhắc lại các bạn nha, mình chỉ có duy nhất là 3 cây thôi nha các bạn. Sau này nếu mà sau cái video này nếu mà bạn nào chia sẻ rồi thì mình cũng không có dám hứa là có nữa đâu. Đó. Không có cây thứ tư nha các bạn. Thật sự đó giờ thì mình chỉ thấy là sâm hương thì ôm đá thì ghép đá rồi thôi các bạn. Đó. Đây anh em thì cũng có ý tưởng mà làm vô cái những cái tòa bảo tháp này các bạn. Nó mình nhìn thấy nó hay. Giống như là cái tòa bảo tháp này là ở trên núi nó nằm quan quá hay là nhiều năm quá thì cây cối nó quấn rồi nè các bạn. Quá trời luôn. Nhưng mà cây này là mình nghĩ là nó sẽ đạt về nhiều mặt lắm bạn ơi. Đó. Kỳ mỹ luôn. Già cỗi. Cái giá trị thời gian là nó có nha các bạn. Bạn nhìn này là cũng biết là cây này nuôi là cũng nhiều năm rồi, chăm sóc cũng nhiều lắm rồi các bạn. Nằm chậu luôn rồi, ghép
cũng chuẩn này, hơi nghiêng ba, lâu quá đất nó sụt lún mấy bạn. Đó, để xíu mình chỉnh lại. Đó, mình chỉnh lại cho nó đứng đứng cái tháp lên, à, cho nó ngã ngã gì nhìn cũng hơi tự nhiên ha bạn. Đó, đây mình quay vòng cho các bạn coi nha. Thật sự là mình cũng thấy tiếc tiếc. Đó. Nhưng mà để chia sẻ cho anh em có cái tuyệt phẩm chơi nha các bạn. Thật sự mình nói cũng không quá đâu. Đó, cái này mình theo mình đó, là mình gọi là tuyệt phẩm nha các bạn. Rồi cũng sẵn đây mình cũng xin báo giá ba cây này nha các bạn. Là mình bán là ba cây này đồng giá là 400k. Đó. Mình không bao ship nha các bạn. Đó. Phí ship thì bên mấy bạn cảm phiền chuyển cho mình, tại vì mình còn đóng gói rồi cẩn thận bảo quản cho các bạn nữa bạn ơi. Đó, một tuyệt phẩm như vậy thì 400k thì mình thấy nó cũng đến đâu các bạn ơi. Đó, một bữa ăn thì cũng hết rồi. Rồi thôi thì hôm nay thì mình chỉ có ba cái này là mình muốn chia sẻ cùng anh em. Đó, rồi anh em nào thích thì cứ liên hệ mình. Đó, nếu yêu mến kênh thì cứ đăng ký kênh mình để chia sẻ những cái tác phẩm mà nó hay hay độc lạ để sưu tầm chơi nha các bạn. Rồi thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn.